Okay, con ơi. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình đã ở bên Pixie nha. Còn đây là Hà. Đây là bà ngoại. Ăn bánh mì. Và mẹ đang chữ kem. Chữ kem và làm bái còn không ăn bánh mì. Ăn đi. Chờ 3 phút. Giờ mình đang ngủ trên quán cà phê nha. Quán cà phê nè. Quán trình mau à? Không phải. Đó là trình bông đen đi chứ. Đây còn đây là những cái đồ ăn. Đây là cái là một đống đồ ăn. Và hôm nay mình đi tới nha. Hôm nay mình sẽ uống nước nha. Mát đấy. Và ba của mình đang ở bên kia kìa. Lại, có thấy áo hồng đó không? Sao mà biết? Sao? Giờ mình phải ngồi chờ thôi. Và khi nãy mình chờ 30 phút rất lâu, giờ họ làm xong rồi. Đã ăn rất là ngon. Sẽ ăn. Đó, Hà quay đi. Ngon. Ôi nhắn mày tôi mới chết rồi ba. Bạn tử tuổi. Cô mất thật là dư 79 mới rồi. Điệp ơi. Rồi. Không có mình cô sống 100 tuổi.
6 cổ ly kẹt rồi bác. Rất là bánh. Ba còn không căng nhà nín ạ.
Đấy. Mà không có đỉnh nữa. Đỉnh. Không ăn được không đấy? Không ăn được. Chạm đây à? Ăn nhiều rồi. Chạm chưa? Không ăn được. Không ăn kem được. Ăn chịu khi không được ăn cơm rồi. Xin chào đi. Ăn đi xin chào đi này. Chào giờ xin lại lòng đi kia. Ăn rất ngon. Ngon hơn là ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền đang là Chí và Long Anh. Vì khi nãy á, Hà ông Anh lựa cho bà ngoài Chí ăn. Bà ơi, cố gắng lên. Vì khi ấy bà ăn bún rồi. Bà ông Anh nữa. Bà thì ông ốc không có cơm nữa mà. Bà ăn nha. Đi ơi, uống được cái uống nước đi. Có lúc muốn đựng không? Cho mình đi nào. Các bạn ơi, đến đây là tạm dừng nha. Bye bye các bạn nha. Hà bye bye đi.